Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, tối hôm nay Quang Hải xin chia sẻ đến quý vị và anh chị em một ý tưởng kỳ quái, đó là hãng rapper Linas X sản xuất giày Satan đã dấy lên một luồng chống đối nơi những người theo đạo Thiên Chúa. Đôi giày này có điều gì đặc biệt mà đã phải có một sự chống đối như vậy? Kính thưa quý vị và anh chị em, đôi giày Nike Air Max có chứa một giọt máu người trong một ngôi sao năm cánh và trích phúc âm Luca chương 10 câu 18. Lời Chúa Giêsu như thế này: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như cơn sét." Đôi này với giá bán là 1.018 đô. Và điều đặc biệt hơn là được bán hết trong vòng chưa đầy một phút. Một con số quá kỷ lục thưa quý vị và anh chị em. Thì hãng rapper đã sản xuất 666 đôi. Như quý vị và anh chị em cũng biết ý nghĩa của ba con số 6 này trong Kinh Thánh. Và đặc biệt là mỗi đôi đều có số riêng biệt, bao bì hộp đựng có in đầy hình ảnh Satan và được quảng cáo trên trang web có ghi chú cả bản văn Kinh Thánh Công giáo. Kính thưa quý vị, tuy thế, hãng Nice nói với thông tấn xã tin tức rằng họ không có can dự gì vào trong cái việc sản xuất này. Hãng đã đệ đơn kiện hãng Linas X và MSCHF, những người đã làm ra sản phẩm này. Đơn kiện hãng rapper và MSCHF đã sản xuất những đôi giày này mà không có một cái sự chấp thuận hoặc phép của công ty Nike, và Nike không có liên hệ gì trong cái việc sản xuất này. Giày được quảng cáo như sau: giày Satan hiệu MSCHF Linas X mẫu Nike Air Max 97 chứa 60cc mực và một giọt máu người, chỉ sản xuất 666 đôi, mỗi đôi đều được đánh số riêng, giá mỗi đôi là 1.018 đô, ngày sản xuất là ngày 29 tháng 3 năm 2021. Kính thưa quý vị và anh chị em, đúng là thế giới này không có gì mà không thể xảy ra. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đôi giày này không hề rẻ với giá 1.018 đô và bán hết trong vòng một phút, sản xuất 666 đôi, một con số bán ra kỷ lục. Và điều này đã dấy lên một sự phản đối. Kính thưa quý vị và anh chị em, hình như thế giới này mỗi ngày người ta chuộng theo Satan hơn là theo Thiên Chúa. Bởi vì theo Thiên Chúa là phải đi vào con đường hẹp, còn đi theo Satan thì con đường rộng thênh thang và dẫn đến sự chết. Ngày mai là ngày thứ bảy, mừng lễ vọng Chúa Phục Sinh, ngày mà Thiên Chúa đã đánh bại Satan. Chúng ta mừng lễ nhau. Hallelujah. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp. Quang Hải cảm ơn quý vị và anh chị em đã dành thời gian lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Quang Hải để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.